Rồi, giới thiệu và chia sẻ cho các bạn một tác phẩm mai nghệ thuật. Thì cái này để trồng trong cái chậu lưu. Thì chậu lưu này mình cách miệng mình phé ra để mình mài mấy cái đường trên này này đó. Để mình nuôi cái cây này trong này. Thì trong cây này là cây mai ghép cúc được 4 mùa hơn rồi. Đây là cái thực rinh nha, thực rinh thì mình nó lên sale quá, mình chừa thôi. Không nếu mọi người mua về mình thấy cái hoa này nó đẹp á thì mình lấy một cái bo trong này nè, mình ghép vô tạo thành một cái nhánh con làm cái nhánh phụ của nó. Nhìn là hay, còn hiện tại thì mình vẫn chừa đó nha. Đó, còn đây là phần cốt thân chính của cái cà mai cúc này. Cho nó thoát thân ra khỏi cái miệng của cái lu. Thì cây thì tính từ đáy chậu nha, đáy chậu lên tới phần ngọn là 3 gang tay nha. Đó. Phần thoát ra từ bờ mạch bên này của bên lu, từ trái qua phải của nó này cũng 3 gang, 3 gang là tới đây đó. 60 60 đó. Cây thoát thân ra bên ngoài, hoành nó rơi tầm 12 đó. Tay cần lách nhuyễn nha anh em. Đây. Cái nhánh bên dưới của nó còn lại phần thoát thân đi lên đó. Dựng ngọn chỗ điểm này. Đây có cành phong như một cái đầu rồng luôn. Phần bên này là mình đỡ trống nha anh em, đỡ trống cho mình thấy được cái phần thoát thân của nó. Thì cái này thì theo độ nghệ thuật của nó thoát khỏi miệng của cái lưu luôn, thoát thân ra rất là mềm mại và uyển chuyển nha. Rồi thì cây này mình muốn giao lưu cho anh em mà giá 600 ngàn nha anh em. Giá tại vườn mình không bao cước nha, báo giá công khai. Đó. Anh em nào thích cây mai mini nghệ thuật để bàn trà này. Đó. Chân bàn trà rất là dễ thương. Liên hệ mình nha, cây này cây ghép cúc nha anh em. Số điện thoại mình là 0849 020790. 600 ngàn nha anh em. Rồi xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.